Thưa cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ học thì động từ nhé. Chúng ta sẽ đến với thì đầu tiên. Đó là gì? Trước khi làm nên dịch kỹ đề ạ. Là hoàn thành những câu sau đây mà sử dụng thì simple tense là thì hiện tại đơn ạ. Present simple tense là thì hiện tại đơn. Ok, thì hiện tại đơn là thì cơ bản và dùng sử dụng rất là nhiều ấy, nên các bạn cố gắng là nắm được. Câu 1, trái đất quay xung quanh mặt trời. Thì các bạn biết là trái đất là một, chỉ có một thôi. Nên là các bạn sẽ phải chia số ít. Đó là chia số ít của hiện tại đơn ấy thì sẽ là cần là động từ phải thêm s hoặc es. Chờ mình một chút. Ok. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Tất cả các câu ở đây thì các bạn sẽ chia thì hiện tại đơn nhé. Thì trái đất quay xung quanh mặt trời, trái đất là một thôi ạ. Thì các bạn sẽ phải chia là từ go này, thêm es. Đấy, tức là trái đất quay xung quanh mặt trời. Tiếp tục, câu số 2. Angela là she, là cô ấy thôi, là một người thôi. Nên các bạn cũng phải chia số ít. Thì chỗ này là từ leave là rời khỏi, thì các bạn sẽ chỉ cần thêm s thôi, bởi vì nó có sẵn e rồi. Đấy, leave. Ok. Tiếp tục câu số 3. Liz thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng. Đấy thì Liz là cũng là she, là cô ấy, là một người thôi. Nên các bạn cũng sẽ phải thêm đuôi s vào từ get. Get ạ. Ok. Tiếp tục câu số 4. Vào mùa hè thì John thường chơi tennis một hoặc hai lần một tuần. Đấy, thì John cũng là he, là một người thôi ạ. Thì các bạn sẽ cần là từ play này cũng phải thêm s ạ. Ok. Tiếp tục câu số 5. Câu số 5 là mấy giờ bạn thường về nhà sau khi làm việc? Đấy. Mấy giờ bạn thường về nhà sau khi làm việc thì sẽ là đây là câu hỏi ạ. Khi mà câu hỏi thì các bạn phải có trợ động từ. Trợ động từ là từ do hoặc từ does. Đấy, thì you thì các bạn sẽ dùng do. Nên vì sao là các bạn sẽ viết từ do lên trước từ you. Đấy, và đằng sau khi một khi đã do rồi thì get không có chia nữa ạ. Đấy, và thực tế là từ you cũng không có chia đâu. Ok. Thì khi đi thi ấy thì các bạn có thể viết là do chấm 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 get hoặc là do you get hoặc là do you usually get. Đấy, bởi vì là câu hỏi thì phải đảo một trợ động từ lên. Tiếp tục câu số 6. Bể bơi mở cửa lúc 9 giờ và đóng cửa lúc 6 rưỡi tối mỗi ngày. Đấy, thì bể bơi chỉ có một bể bơi thôi ạ. Thì các bạn sẽ phải là open thêm s ạ. Và một khi đã end rồi thì hai bên sẽ giống nhau. Nên vì sao là chỗ này mở thêm S thì cái đóng cửa cũng phải thêm S luôn. Đấy, tức là gì? Mở và đóng. Đấy, mở và đóng, thêm S luôn nhá. Ok. Tiếp, mở và đóng phải thêm S. Rồi, mở và đóng thêm S. Tiếp tục, câu số 7 ạ. Mỗi năm tôi thăm nước Anh để cải thiện tiếng Anh của mình. Thăm đấy, đấy tức là có điều kiện mỗi năm đều đi Anh một lần để cải thiện cái khả năng tiếng Anh. Rồi thì từ tôi nhá, đối với hiện tại đơn không cần chia gì hết, trong hoặc là gì thì các bạn viết nguyên lại thôi. Ví dụ, ví dụ. Ok. Tiếp câu số 8 ạ. Câu số 8, câu số 8
Ở Mỹ thì giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Tất cả trẻ em phải học. Rồi. Ra để zoom nhỉ. Ok. Tất cả trẻ em ở đây á thì các bạn sẽ không cần chia nhá. Vì là nó là nhiều rồi. Tất cả trẻ em là nhiều rồi. Đấy, nên là chỗ này từ gì nhỉ? Từ học các bạn sẽ giữ nguyên bởi vì là tất cả trẻ em rồi. Tất cả trẻ em nên từ học giữ nguyên. Ok. Tiếp tục. Câu số 9 này. Câu số 9. Ủa sao nó không? Không phóng được. Ok. Tiếp tục câu số 9. Câu số 9 là từ like. Từ like sẽ không là I'm not like nhé bạn nhé. Mà chúng ta sẽ phải có trợ động từ là I thì sẽ do với đi với do. Nên vì sao các bạn sẽ là dùng là don't. I don't like. Không có I am like. Cái từ like thích này là chỉ cảm xúc con người nên sẽ không bao giờ chi tiếp diễn. Đấy, mà chúng ta sẽ chỉ chia hiện tại đơn thôi nhá. Còn cái thằng am ấy nó sẽ đi với tính từ đối với câu hiện tại đơn. Còn nếu mà nó phải am verb ing kia thì mới là thì hiện tại tiếp diễn. Tiếp tục. Câu số 10. Người Mỹ thường thì các bạn sẽ thấy là người Mỹ là đây là nhiều người. Người Mỹ là nhiều người nên là các bạn sẽ không cần chia. Đấy. Đó là they ấy thì trong hoặc là gì viết ra luôn. Đấy là có thôi. Tiếp tục. Câu 11. Câu 11. Bạn có thể nói với tôi, cho tôi là kiểu cho tôi biết ấy, là khi nào cái chuyến tàu đi Hồ Chí Minh rời khỏi không? Thì các bạn để ý là cái từ train là tàu ấy, nó ít thôi. Tức là có một chuyến thôi. Một chuyến thôi nên là cái từ rời khỏi các bạn sẽ phải thêm s. Đấy. Vì thực tế là các bạn sẽ bị nhầm lẫn một chút khi thấy từ when ấy thì các bạn có xu hướng là sẽ chia câu hỏi. Nhưng mà đằng trước người ta đã là can you tell me rồi, đã đảo rồi thì không cần chia nữa. Chỉ cần là thêm s thôi. Câu 12. Tất nhiên bạn là Lisa. Đúng không? Lisa Lisa đấy để tôi. Bây giờ tôi nhận ra bạn rồi. Thì đang hiện tại đơn thôi. Nên cái từ nhận ra thì các bạn sẽ viết nguyên lại thôi. Từ recognize. Ok. Tiếp tục. Câu số 13. Tôi có thể hiểu từ những gì bạn nói là những buổi sáng của bạn rất là bận rộn. Nhưng buổi chiều thì bạn làm gì? Cứ buổi chiều thì bạn làm gì? Thì buổi chiều ấy các bạn sẽ ở đây hiện tại đơn hết nhé. Thì các bạn sẽ là what do you do? What do you do? What do you do là bạn làm nghề gì? Còn cũng có thể là bạn thường làm gì? Đấy, bạn thường làm gì vào buổi chiều? Ok. Tiếp tục. Câu 14 ạ. Trước khi giám đốc của chúng ta quay lại thì tôi muốn nhắc nhở mọi người là không nên sử dụng internet vì mục đích cá nhân. Ok. Thì ông giám đốc ấy thì có một ông thôi nên các bạn từ come sẽ thêm s và tôi ấy thì không cần chia. Từ I là tôi không cần chia. Các bạn sẽ là one giữ nguyên ạ. Đấy, I, we, you, they cộng động từ giữ nguyên ạ, không cần chia luôn. Ok. Tiếp. Và câu 15, câu cuối cùng cho hiện đại đơn ạ, thì sẽ là câu cuối cùng cho hiện đại đơn thì sẽ là cái gì ạ? Tôi bây giờ tôi đang viết thư cho anh ấy. Vâng, cái gì là đúng vậy? Tôi luôn luôn à, bạn chứ, đang hỏi bạn. Bạn đang viết thư cho anh ta à? Bảo đúng.